Ok, hai mọi người, chào mọi người đến với kênh review Tun ha. Thì như trên màn hình là bạn đang thấy là mình đang chơi game Stickman vs Zombie nha. Cái này hướng dẫn những tấn công với Zombie này. Nhảy trên đây lúc này ha, nhảy là lúc này, đánh là lúc này ha. Cảm giác cái game này cái bối cảnh nó như game Mario vậy đó các bạn. Game tương đối dễ chơi ha, và rất mượt mà trên con Zo 32 ghi của mình. Các bạn đổi đánh hoặc là đổi gậy ở đây nha. Rồi nâng cấp. Để tốn 10 vàng ha, lâm súng thì hiện tại mình có 10 vàng rồi. Ok. Đổi súng bắn nè. Bắn xuyên không được, phải nhảy qua mới bắn được. Ok, game rất là dễ chơi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn tên game trên Sát Play với các bạn nha. Để các bạn có thể tải về mình tham khảo thêm ha. Ok, và đây là tên game nha các bạn. Stickman vs Zombie nha. Game có hơn 1 triệu lượt tải xuống. Thì cái phần chia sẻ sử dụng game Mini Stickman vs Zombie trên smartphone này rồi, mình tới đây kết thúc. Thì rất mong được các bạn quan tâm ủng hộ kênh ha. Nếu cảm thấy hay nhấn like, subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những clip sau của mình.